Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn vừa khai mạc kỳ họp thứ 10 khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Năm 2023, tình hình kinh tế xã hội quận Ô Môn tiếp tục phát triển ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực ở hầu hết các ngành lĩnh vực. Ước tổng số 12 trên 12 chỉ tiêu đều đạt dẹp dược so với nghị quyết đề ra. Cụ thể, tổng thu ngân sách 135 tỷ 400 triệu đồng, đạt 106% kế hoạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,29%. Tỷ lệ độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 92% dân số. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Trong đó, giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, điều tra, khám phá án đạt 96%, kiềm chế tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2022. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ làm việc đến ngày 19 tháng 12 năm 2023.